chia đất cho con, chia luôn niềm vui tuổi già. Trước khi đến với nội dung chính, xin mời quý khán thính giả cùng lắng nghe tâm sự của một thính giả đã gửi đến cho Triết Lý Vàng sau đây. Tôi 42 tuổi đã ly hôn. Vợ tôi ngoại tình trong lúc con gái còn nhỏ. Tôi hàn gắn không thành, lòng đau như cắt vì thương con. Sau ly hôn, tôi để nhà lại cho vợ con, về ở với ba mẹ ruột như cái xác không hồn. Mẹ bên tôi 24/24, vì sợ tôi nghĩ dại. Mẹ vực tôi dậy, hỗ trợ hết mình để tôi vượt qua. Nhưng từ đó mẹ không còn tôn trọng tôi nữa. Cách đây một năm, bác ruột tôi có ý bán rẻ một mảnh đất cho anh em tôi. Mẹ khuyên hai em của tôi mua chung để làm của để dành. Với tôi, mẹ lại ngỏ lời cho các em mượn tiền để mua đất. Rồi mẹ lấy toàn bộ số vốn mẹ đang giữ hộ tôi để giao cho hai em. Dù mẹ biết việc kinh doanh của tôi luôn cần vốn dự phòng. Mới đây ba mẹ tôi phân chia tài sản thừa kế. Đất đai của ba mẹ là hơn 2 mẫu. Bà đem chia đều cho hai em tôi. Mẹ lấy lý do là đã từng cho tôi một xào để lập gia đình. Nhưng tôi đã để mất. Hơn nữa tôi bây giờ độc thân. Mẹ không biết tôi sẽ cưới ai. Người đó có đáng tin không? Nên không để phần đất nào cho tôi. Tôi không trông mong vào quyền thừa kế. Nhưng cách mẹ giải thích làm tôi thấy tổn thương. Mẹ rất thương con cháu, nhưng lại ghét con gái tôi. Khi đông đủ các cháu, mẹ càng tỏ rõ sự cô lập với con gái tôi. Ngẫm lại tôi thấy những thứ quan trọng nhất với tôi, như chuyện kinh doanh, lẫn tình yêu với con cái đều bị mẹ xem rẻ. Tôi vừa ngột ngạt vừa không biết có phải do mình quá ích kỷ. Xin quý thính giả hãy cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này. Trong phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý khán thính giả đến với câu chuyện chia đất cho con, chia luôn lục đục bất hòa. Đọc tin vụ thảm sát mới đây xảy ra ở thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Do tranh chấp đất đai mà người anh trai Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1966, đã ra tay sát hại cả nhà người em ruột. Bà Hòa lại đau lòng, lo lắng. Con cái trong nhà bà lâu nay cũng xào xáo vì tị nạnh, hơn thua chuyện đất đai. Bà Hòa nay đã ngoài 70, có 4 người con, 3 trai 1 gái. Chồng bà vừa mất cách đây 5 năm vì ung thư. Nghĩ tuổi đã già, con cái cũng cưới chồng cưới vợ mà ở chung cũng không tiện. Bà nghĩ đã đến lúc phân chia đất đai cho các con. Bà dự tính ngưng cho thuê miếng đất ở mặt tiền đường, chia làm 2 lô cho vợ chồng con trai út và con trai thứ hai. 2 lô đất phía sau bà dành một lô nhỏ hơn cho con trai cả, cùng với căn nhà từ đường đang ở. Lô còn lại cho cô con gái đang theo chồng có thể bán lấy tiền làm ăn. Suy nghĩ xong, bà thông báo cho các con dâu rể trong nhà. Thấy các con không có ý kiến gì về những phần đất được chia, bà an lòng phần nào khi có chút của để dành cho các con sau này. Rồi bà tiến hành việc làm giấy tờ phân chia đất. Tưởng mọi chuyện phân chia đã xong xuôi. Vậy mà một ngày con trai cả nhậu nhẹt say về gây gổ, đập phá đồ đạc, trách cứ bà thương quá lỗ người này, bị người kia giục. Con dâu cả cũng nhảy vào nói hỗn. Sau này mẹ mất, chuyện nhang khói trong nhà trước sau cũng vợ chồng con lo. Vậy mà nỡ lòng nào mẹ chia cho mấy em mấy lô đất mặt tiền rộng rãi. Còn hai vợ chồng con mảnh đất nằm sau, lối đi chưa được 2 mét. Nghe con nói bà sững sờ. Vợ chồng cậu út tính mở tiệm tạp hóa, con trai thứ hai muốn mở rộng tiệm nhôm kính. Nên để cho hai em hai lô mặt tiền đường là hợp lý. Bà nghĩ rằng để lại căn nhà từ đường với mảnh đất phía sau, thì vợ chồng cậu cả sẽ thấy vui. Vì tính về phần diện tích đất thì con trai cả rộng nhất. Nếu sau này con muốn làm ăn hay khó khăn có thể bán miếng đất đó để trang trải. Vậy mà con còn quay sang trách. Buồn chuyện con cả chưa xong, thì con gái bị chồng xúi vào gọi điện thoại về giận hờn. Nói mẹ thương anh trai với em trai hơn mình. Nói chẳng lẽ con gái không là con của mẹ. Rồi không đồng ý quyết định phân chia đất như dự tính ban đầu. Ngày giỗ chồng cách đây mấy hôm, anh em dâu rể trong nhà tập trung đông đủ. Bà ở nhà trên vừa thắp nén nhang cúng mâm cơm lên bàn thờ, nhằm cầu cho con cái thuận hòa, trước sau đồng thuận việc phân chia, để ông có ở dưới suối vàng cũng an lòng. Vậy mà chưa nói dứt câu, đằng sau nhà anh em cãi nhau nảy lửa. Bao nhiêu oán giận hơn thua đều đem ra kể lể so bì. Con trai cả nhất quyết đòi phần mặt tiền làm ba, thêm phần mình một lô. Cô con gái không chịu miếng đất sau nhà vì nghĩ bán không được giá cao. Đứa con trai út chỉ mặt, sưng mày tao, chỉ anh chị ham của tranh giành. Bà con hàng xóm nghe cãi vã đến xem cũng lắc đầu ngao ngán.
vì đất mà anh em xào xáo, mất hết tình thân. Chỉ đến khi bà gào lên, đòi chạy ra đường cho xe tông chết để chúng hàn xạ, thì cãi vã mới tạm dừng. Bây giờ thủ tục giấy tờ chia đất cũng đã tiến hành. Có suy nghĩ lại đủ đường thì bà cũng không muốn thay đổi quyết định. Nhưng thật buồn vì mấy đứa con vốn hòa thuận, yêu thương nhau từ nhỏ đến lớn. Chỉ vì hơn thua đất đai mà lại gây gổ, không nhìn mặt nhau. Những buổi tụ họp những đứa con còn gặp được nhau, thì cứ nói vài ba câu lại nhắc chuyện chia đất, rồi cũng lớn tiếng. Chia đất sao cho công bằng, đứa này không so bì với đứa khác, là vấn đề nan giải bạn bè bà đều từng đối mặt. Bà tự an ủi, cũng may mấy đứa con bà chưa vì đất mà đâm chém nhau, rồi thở dài. Giá như mình không có gì để lại cho con, có khi đỡ lo hơn. Quý vị và các bạn thân mến, để tránh những bi kịch như vậy, người cao tuổi nên cố gắng giữ được căn nhà của mình và duy trì cuộc sống độc lập. Người già có những nguyện vọng riêng mà có thể lớp trẻ không hiểu được. Cha mẹ vẫn nên là người đứng tên trên tài sản, không vì cả nể sợ mất lòng con cháu mà từ bỏ quyền lợi này. Như vậy dù có ở với con cái, cha mẹ cũng không rơi vào tâm thế phụ thuộc. Cách này cũng không chỉ đảm bảo cho tuổi già của mình, mà chính là để tạo động lực cho con và tránh các rắc rối có thể nảy sinh. Sự hỗ trợ về tài chính đúng cách và chừng mực mới là bền vững lâu dài để duy trì vị thế của người làm cha làm mẹ với con cái. Nên chuẩn bị tuổi già của mình một cách tốt nhất thông qua con đường tài sản, tiền bạc. Khi già không còn khả năng lao động, không có tiền lương hàng tháng, hoặc đôi khi lương hưu ít ỏi, thì chỉ cần có nắm trong tay tiền bạc mới đủ sức sai khiến, tác động người khác. Tài sản cũng là một cách nhắc nhở những con người về trách nhiệm của họ, nghĩa vụ đi đôi với quyền lợi. Nếu rơi vào cảnh neo đơn ít con cái, thì có tiền cũng sẽ mạnh chân bước vào viện dưỡng lão, hay mạnh miệng nhờ vả người khác. Nếu còn khỏe mạnh đi lại vững vàng, thì có tiền trong tay có thể đi du lịch nghỉ dưỡng an hưởng tuổi già, bù đi những ngày tháng làm việc cực lực thời trẻ. Không có tiền chỉ quanh quẩn và chôn chặt tuổi già trong những ngày tháng tẻ nhạt mà thôi. Để giải quyết nỗi lo này, chỉ còn cách là mỗi bậc cha mẹ nên nuôi con đến khi chúng tốt nghiệp trưởng thành. Sau đó việc cày bừa lăn lộn mưu sinh trong cuộc sống là việc của chúng. Cha mẹ không nên nhúng tay vào. Sau này dựng vợ gả chồng thì cho một ít để làm ăn, lầm di chúc và chỉ chia thừa kế sau khi cả vợ và chồng đều qua đời. Cần rút kinh nghiệm trước những trường hợp bị con cái bỏ bê, ngược đãi, sau khi chia hết tài sản cho chúng, hoặc chia không đồng đều, kẻ nhiều người ít, thì lúc này tài sản lại là nguồn cơn cho những kiếp nạn của người già. Tất nhiên đây chỉ là những ý kiến và đề xuất chủ quan, để những bậc phụ huynh khi về già an tâm và có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Ba con trai ruồng rẫy mẹ già, đẩy mẹ ra đường giữa đêm lạnh. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang xem kênh Triết Lý Vàng. Hiện nay có những người trẻ mang tư tưởng muốn ra ở riêng, không cần nhờ vả ông bà, như một cách để thoái thác trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Thoạt nghe đây có vẻ là tư tưởng khá tiến bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, không phiền lụy, để cha mẹ già có thời gian đi nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống về già, vân vân. Nhưng thực tế đó lại là một cách trốn tránh trách nhiệm, bởi những người cha mẹ già không ở cùng con cháu đó, sau này già yếu, muốn quay về nhờ con cháu trông nom cũng khó, có khi lại còn bị chúng trách ngược. Lúc ông bà còn khỏe thì chẳng nhờ vả được gì chuyện con cái, giờ già bệnh ốm yếu lại phải nai lưng ra phụng dưỡng. Câu chuyện của cụ Hoàng Thị An 80 tuổi, sống ở Bình Dương, là một ví dụ về cuộc sống bất hạnh khi về già bị các con ruồng bỏ. Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, mấy mươi năm nuôi con khôn lớn, lúc cuối đời tưởng các con thay nhau phụng dưỡng mẹ già. Nào ngờ cả ba người con trai vì đùn đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng, đã đẩy mẹ già ra đường bất kể sống chết. Chồng mất sớm, để lại cho bà ba người con trai. Để nuôi dạy con, bà phải đi mót từng hạt lúa vương vãi của người dân sau thu hoạch. Cực khổ là vậy, nhưng bà vẫn thầm lặng chịu đựng để nuôi các con trưởng thành. Đến khi con cái lấy vợ lập gia đình, bà đã chia đều mảnh đất của vợ chồng cho các con an cư. Nhưng vì cuộc sống nên mỗi con cũng mỗi người ở mỗi nơi. Cách đây 3 năm, cụ An cắt khẩu để về sống với con trai cả. Tưởng những năm tháng cuối đời của cụ sẽ bình yên vì con cái, cũng đã yên bề gia thất. Không ngờ các con của cụ vì đùn đẩy trách nhiệm phụng dưỡng mẹ già, đã đẩy cụ ra đường. Cụ An ngậm ngùi kể lại,
Trước Tết, con trai út lên nhà anh cả tìm tôi để hỏi số hộ khẩu. Nhưng do hộ khẩu mất nên tôi không có mà đưa. Nó tưởng tôi có mà không đưa, nên chửi bới tôi và chị dâu. Thấy vậy, ngay chiều hôm đó, con dâu cả bắt xe đò đưa tôi xuống nhà con trai út để ở. Cụ An ngậm ngùi kể lại sự việc bị các con bỏ mặc giữa đường trong đêm lạnh. Tuy nhiên cho rằng trách nhiệm nuôi mẹ già là của vợ chồng anh cả, nên vợ chồng con út lại chở cụ An về nhà người con trai cả trong cái lạnh như cắt da cắt thịt lúc tờ mờ sáng ngày hôm sau. Bỏ mẹ già giữa đường rồi lên xe đi về. Theo cụ An kể lại, khi cụ về nhà con út, con dâu út đóng cửa không cho vào nhà. Cụ năn nỉ mãi con dâu mới mở cửa. Đến khoảng 3 giờ sáng, vợ chồng người con út lại gọi một người chạy xe thổ đến đề nghị chờ cụ đến bỏ ở nghĩa trang gần nhà. Người chạy xe thổ thấy trời lạnh, việc làm thất đức nên từ chối. Cụ An nói, có gì đến sáng sớm vợ chồng mày chờ mẹ đi đâu thì đi, chứ giờ đêm lạnh, tao già cả rồi, lỡ chết giữa đường lại làm khổ bọn mày. Người con dâu nói, bà có chết được thì chết ngay, đừng ăn vạ nhà tôi. Dù người mẹ già năn nỉ hết lời, vợ chồng con trai út vẫn dùng xe máy chở mẹ đến trước nhà bà Mai, cách nhà người anh cả khoảng 200 mét, rồi bỏ về. Lúc đó tôi chỉ nói được câu, bà Mai ơi, bà mở cửa cho tôi vào, đốt cho tôi đống lửa không tôi lạnh gần chết rồi. Cụ An nghẹn lời kể lại. Trò chuyện với chúng tôi, bà Mai, người giúp đỡ cụ An kể lại, lúc đó khoảng 4 giờ, nghe có người kêu cửa. Tôi dậy thì thấy cụ An ngồi trước cổng, người run bần bật vì lạnh. Vợ chồng tôi đưa cụ vào đốt lửa sưởi ấm, rồi cụ kể lại chuyện bị con bỏ lại trên đường giữa đêm. Bà Mai cho biết, sáng hôm sau bà đạp xe và gọi vợ chồng con cả bà An ra đón mẹ về. Nhưng đến chiều cùng ngày, đứa con trai cả đã chở cụ An đến nhà cụ Tuyết, là em gái cụ An. Vợ chồng tôi già cả rồi, chồng thì bị bệnh tim, tôi thì bị tai nạn giao thông, tật một chân, phải sống nhờ con cái. Bây giờ chuyện đã rồi, thì có cháo ăn cháo chứ biết làm sao. Rõ khổ, một đời khổ cực vì con cái, để bây giờ chúng báo hiếu với mẹ bằng việc vứt mẹ ra đường. Cụ Tuyết buồn bã nói. Trong khi đó, cả người con trai thứ hai và út đều cho rằng trách nhiệm nuôi mẹ già là của anh cả. Họ nói, chúng tôi đã ký tên vào quyền sử dụng đất mảnh đất của mẹ tôi cho anh cả. Và anh cả cũng đồng ý trách nhiệm phụng dưỡng bà. Bây giờ đất đai đã lấy, thì phải có trách nhiệm nuôi mẹ. Người dân bức xúc không thể chấp nhận được hành động của ba người con bà An. Hiện tại cụ An vẫn đang tá túc ở nhà em gái là bà Tuyết. Hành động của ba người con cụ An thật đáng lên án. Đó là hành động của những đứa con bất hiếu. Vòng tuần hoàn cha mẹ nuôi con chăm sóc lại khi về già là hoàn toàn đúng đạo hiếu. Nhưng thực tế thế hệ trẻ có mấy ai làm được thế? Đa phần cha mẹ toàn nước mắt chảy xuôi. Tôi dám chắc một điều, nếu gia đình nào có kinh tế bình thường mà để cha mẹ già sống riêng, đến khi một đứa nào đó phải đón về phụng dưỡng, sẽ là cả một vấn đề. Nhà đông con còn kinh khủng hơn, chúng sẽ hơn thua, đùn đẩy trách nhiệm phải chăm ông bà già yếu. Ngược lại, nếu sống chung ngay từ đầu, ắt sẽ có qua có lại. Ông bà còn sức khỏe chăm cháu, con cái phụng dưỡng lại khi về già, tình cảm gia đình sẽ thêm gắn kết. Chỉ là nếu sống như vậy, bản thân mỗi người con cũng phải ý thức được rằng ông bà chỉ có thể hỗ trợ được phần nào. Ngoài những lúc đi làm phải tuyệt đối không được phiền tới ông bà. Đó mới là thể hiện sự trách nhiệm. Không bàn tới những người đẻ con đó rồi đi biệt tăm, bắt ông bà già phải nuôi cháu. Nói chung quan điểm nào cũng có cái hay cái dở. Nhưng tôi nghĩ, nếu đã là có hiếu, thì ở chung hay riêng cũng không thành vấn đề. Vấn đề là cách sống và cách đối nhân xử thế ra sao mà thôi. Ví dụ rất nhiều ông bà già muốn con cháu ở cùng, muốn gần con cháu, sẵn sàng chăm cháu cho con đi làm, nhưng con dâu chối bỏ, kêu phiền hà, mất tự do, bắt chồng ra riêng bằng được, dẫn đến mất hòa khí gia đình. Hoặc cũng rất nhiều nhà ở chung nhưng bố mẹ đi biệt tăm, ngoài giờ làm thì đi cà phê nhậu nhẹt, bỏ con đó toàn thời gian cho ông bà chăm. Đó là những lối sống rất tiêu cực.
nhiều khi giới trẻ bây giờ muốn ở riêng cho bản thân tự do, nghĩ cho chính mình, chứ không hẳn là muốn cho ông bà thoải mái. Tôi biết xã hội còn nhiều người con kinh khủng hơn nhiều. Nói ra thì có vẻ tiêu cực, nhưng thực sự là xa mặt cách lòng. Tình cảm cần phải được gần gũi tiếp xúc mỗi ngày mới lâu bền. Tình cảm nào dù cho thiêng liêng tới đâu, thì cũng cần có sự vun đắp và quan tâm thường xuyên. Tôi không phủ nhận việc con cái sau khi lập gia đình sống riêng với cha mẹ là rất hiện đại của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, cũng đừng bắt cha mẹ già phải thấm nhuần ngay tư tưởng đó. Người già thường rất sợ ở một mình và không được ở bên cạnh người thân. Trong họ đa số đều không muốn nghĩ tới cảm giác bị con cháu bỏ rơi. Cái gì cũng có giá. Cái gì cũng có giá của nó. Sự tự do thoải mái sẽ đi liền với lạnh lẽo cô đơn. Cứ nhìn người già ở các nước phương Tây là rõ. Ở Việt Nam hầu hết các bậc cha mẹ không nghĩ tới việc đầu tư cho tuổi già. Họ chỉ đầu tư cho con cháu tất cả những gì họ có. Và luôn mong về già sẽ nhờ con. Ai cũng mong điều đó cả. Chỉ có những người mong mà không được thì phải tự tìm cách cho riêng mình mà thôi. Tất nhiên sống thế nào là do mỗi người lựa chọn. Nhưng theo tôi, giới trẻ ngày nay sống có phần ích kỷ hơn thế hệ trước. Có lẽ do họ quá sướng, được ba mẹ bao bọc quá nhiều, nên không hiểu hai chữ hy sinh là thế nào. Bởi thế với tôi, tiền kiếm đủ là đủ. Còn thời gian thì hãy dành cho người thân gia đình. Tiền kiếm cho lắm cũng có mang theo được đâu. Sắp lìa đất xa trời được ở bên con cháu mới là ý nghĩa nhất. Thưa quý vị, trước khi bước vào nội dung chính của chương trình, mời quý vị hãy cùng lắng nghe tâm sự của một khán giả vừa gửi đến chúng tôi. Ngày còn trẻ, vợ chồng tôi làm việc rất chăm chỉ và tiết kiệm được khá nhiều vàng. Trong khi cả khu phố mọi người đã đập nhà cũ xây nhà mới to đẹp hơn, còn vợ chồng tôi thì vẫn sống trong ngôi nhà cấp 4 bằng gỗ do bố mẹ để lại. Cuộc sống hàng ngày của gia đình tôi cũng rất đơn giản. Vợ chồng tôi luôn dặn lòng là phải sống tiết kiệm và giản dị, để các con thấy được gia đình nghèo khó mà cố gắng. Trước khi chồng tôi mất, ông đã dặn dò tôi là tuyệt đối không được nói ra 80 cây vàng cho các con biết. Ông còn nhấn mạnh là đến lúc già yếu cũng không được nói ra, để tránh các con nảy sinh lòng tham, mất hết tình anh em. Nhớ lời của chồng, trong hơn 10 năm nay, tôi vẫn giữ bí mật về số vàng đó. Cuộc sống hiện tại của hai cô con gái và cậu con trai út của tôi không giàu cũng không nghèo. Các con làm đủ chi tiêu trong gia đình. Thứ bảy tuần trước, các con được nghỉ việc qua nhà tôi ăn cơm. Trong lúc ăn uống, mọi người bàn luận về gia đình hàng xóm gần nhà tôi có tiền nhiều cho các con. Thế nhưng người bố cho con gái nhiều hơn mấy người con trai. Vì ba cậu con trai giàu có, còn gia đình cô con gái thì nghèo hơn. Mấy người con trai bảo bố là thiên vị, đối xử không công bằng. Ông cho tiền con gái xây nhà, thế thì đến nhà con gái mà sống. Mấy người con trai không có trách nhiệm nuôi bố khi về già nữa. Các con bàn luận rất sôi nổi. Con gái tôi cho rằng người bố chia tài sản thế là hợp lý. Mấy người con trai giàu có hơn lại còn tham lam, không có tình người. Còn cậu con út tôi nói là những người con trai nuôi bố thì phải có quyền hưởng nhiều hơn chứ. Ai cũng cho mình là đúng. Cuối cùng mọi người ra về trong tâm trạng bức bối và khó chịu. Tự nhiên tôi thấy giật mình khi nhớ lại lời nói của chồng. Tôi đã hiểu tại sao chồng không muốn tiết lộ số vàng đó cho các con. Nhưng tôi sợ khi mình mất đi, các con biết được bố mẹ có số vàng lớn thế sẽ tranh giành nhau. Hiện tôi đang sống một mình. Vợ chồng con út thường xuyên mua đồ ăn và chăm sóc tôi. Còn hai cô con gái ở xa nên ít đến hơn. Tôi không biết chia tài sản thế nào cho vừa lòng các con nữa. Giờ mà chia đều thì sợ con trai giận, mà chia không đều thì con gái cho là thiên vị. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Vâng, đó là tâm sự của một vị khán giả. Rất mong nhận được sự chia sẻ đóng góp ý kiến của quý vị bằng cách bình luận phía dưới video. Và tiếp theo, mời quý vị cùng đến với nội dung chính của chương trình hôm nay, với tựa đề Người thường nói lời này, về già không nơi nương tựa. Thứ nhất, lời châm biếm thọc gậy bánh xe. Tin vợ chồng chị Kim Cúc sát nhau ra tòa tuy không bất ngờ, nhưng cũng khiến không ít bạn bè thấy tiếc. 30 năm là khoảng thời gian của một cuộc hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ ao ước, bởi họ đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió cuộc đời,
nhưng đến cái tuổi không còn trẻ nữa thì lại chẳng thể giữ được nhau. Chị kể ngày trước, chị thương anh ở cái tính cầu tiến, lại vui vẻ phóng khoáng. Đi đến đâu là mang không khí rộn ràng đến đó. Cuộc sống vợ chồng cũng có lúc thăng trầm, kinh tế mấy năm đầu thiếu nhiều hơn dư, nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Vậy mà đến lúc vợ chồng đến tuổi nghỉ hưu, cứ tưởng có nhiều thời gian để chăm sóc nhau, ai ngờ cũng là lúc cả hai thường xuyên bất hòa mâu thuẫn. Mọi chuyện xuất phát từ việc anh trở nên thường xuyên để ý bắt bẻ chị mọi thứ bằng những lời lẽ khó nghe. Theo như lời chị kể, thì bất kể ở đâu khi nào, anh cũng có thể chỉ trích vợ được. Chị nói gì, anh cũng chỉnh chị phản ứng. Thì từ dây cà anh vòng ra dây muống. Có khi ý chị thế này, anh lại suy diễn sang ý khác, rồi chỉnh đốn vợ cả buổi. Nói xong anh coi như là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nói nhiều thành quen miệng, ngày nào không nói dường như anh không chịu nổi. Nhưng đáng nói là anh có sở thích chỉnh đốn vợ ngay khi nhà có khách hoặc trước mặt nhiều người. Cho nên sau này chị ngại mỗi khi có khách đến chơi hoặc có việc phải đi đâu đó với chồng. Ngay trong cuộc sống hàng ngày, chị cũng trở nên lầm lũi ít nói hẳn. Bởi mở miệng ra mà cứ lo bị bắt bẻ, nói thế này thế nọ, thì thôi chịu khó im lặng vẫn hơn. Chị tâm sự như vậy. Những lúc vợ chồng vui vẻ, chị góp ý thì anh xin lỗi, hứa tới hứa lui, rồi đâu lại vào đấy. Chị nói, chẳng lẽ cứ phải dè dặt để ý nhau từng lời từng câu suốt đời suốt kiếp thì sao chịu thấu. Thôi thì cũng đến lúc chị phải được sống theo ý mình. Thực tế cuộc sống rất nhiều người có thói quen nói ra những lời châm biếm người khác. Tuy vậy, họ không biết rằng mỗi lời nói ra có thể làm tổn thương người khác. Một lời nói vô tình có thể làm tổn thương những người xung quanh. Người nói vô ý nhưng người nghe hữu ý. Trong cuộc sống, hãy học cách chú ý đến hành vi cũng như ngôn ngữ của mình. Đừng nói những lời làm tổn thương người khác. Điều này sẽ làm tổn hại rất nhiều đến mối quan hệ giữa hai người. Và đây là lý do có nhiều người yêu quý, có người lại không. Đó là vì họ có tính tự chủ mạnh mẽ, biết nên nói gì và không nên nói gì. Không phải vô cớ mà tai họa từ miệng mà ra. Đôi khi chỉ một cái miệng thôi cũng có thể làm hỏng rất nhiều việc. Nên bạn phải thật thận trọng khi nói. Nhiều mối quan hệ đứt gánh bởi lời ăn tiếng nói không phải là không có. Người xưa nói, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau là vậy. Dù cho đó là mối quan hệ vợ chồng, là người ruột thịt, hay đơn thuần là xã giao, thì vẫn là mối quan hệ giữa người này với người khác, cần có sự tôn trọng trong giao tiếp. Nếu buông thả trong lời ăn tiếng nói, thì khó tránh khỏi những thất vọng tổn thương, và cuối cùng là sự đổ vỡ. Thứ hai, những lời oán hận và trách móc. Nói những lời oán hận trách móc hay than vãn chẳng thể khiến con người ta khỏe mạnh hay vui vẻ hơn. Mà ngược lại, than vãn kéo dài khiến những người lắng nghe cảm thấy mệt mỏi chẳng kém. Đó là một liều thuốc độc mà nếu chẳng tự thân mình động viên mình thì bạn chẳng thể nào khá khẩm hơn được đâu. Có khi nào bạn nghĩ rằng trách móc than thở sẽ làm bạn bớt khó chịu chưa? Hay nhìn vẻ mặt những người lắng nghe, bạn lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Tất nhiên sống ở đời, làm sao tránh được những chuyện không vừa ý mình. Lúc ấy tâm lý thường thấy là nhiều người sẽ than phiền trách móc để giải tỏa tâm trạng. Nhưng nếu bạn coi việc phàn nàn oán giận như là một thói quen, bạn sẽ bắt đầu phàn nàn, oán trời trách người khi gặp chuyện. Và chính bạn sẽ là người bị tổn thương lâu dài. Bởi vì những người luôn than phiền phàn nàn sẽ luôn cảm thấy cuộc đời lúc nào cũng bi quan chán nản. Dần dần, họ sẽ thất vọng nhụt chí, không muốn cố gắng vươn lên nữa. Khi xảy ra vấn đề, họ thường đổ lỗi cho người khác và không hài lòng với những người xung quanh. Những người luôn phàn nàn vì cuộc sống sẽ dần đánh mất đi động lực trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cho nên thất bại cũng là điều mà họ khó tránh khỏi. Thứ ba, lời lẽ cực đoan hay đổ lỗi cho người khác. Quý vị hãy cùng lắng nghe tâm sự dưới đây. Nhiều người nhìn tôi luôn lạc quan vui vẻ như hiện nay đều hỏi tại sao chị luôn xinh tươi như thế, sao chị luôn suy nghĩ được đơn giản và thông thoáng như vậy. Nhưng mọi người đâu biết được con người trước kia của tôi, mà có lẽ khi tôi kể ra ai nghe cũng phải mắt tròn mắt dẹt không tin được. Con người trước kia của tôi rất hay đổ lỗi. Tôi luôn quan niệm rằng
tất cả mọi bất hạnh đến với tôi là do tác nhân bên ngoài, do người khác mang lại, chứ không phải là do bản thân mình. Tôi xấu và vô duyên là do tôi được sinh ra trong nhà nghèo, không có tiền làm đẹp. Các cô nàng xinh đẹp kia là do bố mẹ họ có tiền. Họ không phải làm việc vất vả, nhưng vẫn được ăn ngon mặc đẹp, xài đồ xịn, nên đẹp là đương nhiên rồi. Tôi hay buồn chán và luôn cảm thấy mình bị tổn thương và thiệt thòi. Do đâu tôi lại đổ lỗi? Tại sao bố mẹ người khác quan tâm đến con cái của họ như vậy, mà mẹ mình lại chả quan tâm gì đến con gái, không yêu thương như mẹ người ta? Rồi mình buồn tủi mà bạn bè chả ai để ý, chả ai khiến mình chia sẻ nỗi lòng được. Chúng bạn thì toàn đứa nông cạn nhạt nhẽo, cho nên không chia sẻ được tâm tư của mình. Rồi khi tôi đau đớn vì tình cảm bị tan vỡ, tôi đã đổ lỗi luôn cho người đàn ông kia. Sao mà quá khốn nạn, anh ta cắm sừng mình để yêu đứa khác. Khi con tôi không ngoan ngoãn vâng lời, tôi lại đổ lỗi sao con mình sinh ra kém cỏi quá, không thông minh hiểu chuyện như con nhà người ta. Ông trời bất công quá, chứ tôi không vấn lại bản thân mình đã làm một người mẹ tốt như mẹ người ta hay chưa. Khi công việc không được như ý, chắc chắn lỗi đấy là do đồng nghiệp kéo mình xuống, do sếp không hiểu mình, do đối tác không biết được việc mình đang làm, chứ tôi không nhìn vào bản thân làm công việc đã thật sự chú tâm hay chưa. Vậy là quãng thời gian đó, tôi cứ sống trong cái vòng luẩn quẩn, nghịch cảnh đổ lỗi, nghịch cảnh mới tiếp tục đổ lỗi mới. Do đó bao nhiêu tiêu cực, bao nhiêu khó khăn nó kéo đến bên mình, mà tôi không biết lý giải ra sao. Xong cứ sống trong mớ lộn xộn của cuộc đời như thế, rồi tự hỏi, tại sao ông trời bất công để cuộc đời mình luôn khốn khổ như vậy? Cho đến một ngày tôi đọc được một cuốn sách có câu thế này: tất cả mọi bất hạnh của mình từ trước tới giờ, hóa ra là do tính đổ lỗi cho người khác mà không tự xem lại lỗi của bản thân mình. Tôi thấy mình thật sự không tốt, nhưng tôi vẫn tưởng tôi xấu, tôi vô duyên là do tôi không chịu học hỏi từ bạn bè xung quanh, từ sách báo phim ảnh. Tôi thấy một cô gái đẹp nào dù thân quen hay xa lạ, tôi đều dấy lên lòng ghen ghét, chứ không phải thái độ chiêm ngưỡng học hỏi xem cô ấy làm gì mà xinh đẹp thần thái đến như thế. Rồi tôi bắt đầu thay đổi. Khi nhìn thấy một ai đó duyên dáng đẹp mắt, ai đó được ngưỡng mộ, tôi sẽ cố gắng loại bỏ cảm giác ghen tị đang mon men và ra sức học hỏi cô ấy đã làm gì để đẹp, để duyên, để được ngưỡng mộ thế kia. Sau một thời gian cố gắng thay đổi bản thân, tôi đã được đón nhận lời khen từ những người xung quanh, và tôi phát hiện ra mình đã đẹp hơn, rạng rỡ hơn trước rất nhiều. Quý vị thân mến, bất kể làm việc gì, bạn cũng cần quan tâm đến cảm xúc của người khác. Đừng nghĩ rằng mình muốn nói gì cũng được. Khi xảy ra mâu thuẫn, đừng quá kiên quyết phủ nhận ý kiến của người khác, cũng đừng đổ lỗi cho họ, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Việc đổ lỗi chẳng khiến bạn tốt hơn lên đâu, mà thậm chí còn khiến cho bạn không bao giờ nhận ra những điểm thiếu sót ở bản thân để thay đổi sửa chữa. Cũng có lúc bạn nói quá nhiều, không trừ lại không gian để lắng nghe người khác nói. Điều này khiến những người xung quanh bạn sẽ cảm thấy ghét bỏ, xa lánh bạn mà thôi. Hãy nhường chỗ cho người khác, người khác sẽ đánh giá cao bạn. Hãy bình tĩnh và lắng nghe suy nghĩ của người khác. Dù có sai thì cũng đừng ngắt lời để phản bác lại. Người xưa có nói, bệnh từ miệng và họa từ miệng ra. Sống ở đời, nói càng nhiều càng dễ rước họa vào thân. Có thể nói ít được bao nhiêu thì hãy cố gắng nói ít lại. Trước khi nói điều gì đó, hãy uốn lưỡi 7 lần rồi hãy nói. Nghĩ xem lời nói của mình có làm tổn thương đối phương hay không, có hợp với hoàn cảnh lúc bấy giờ hay không. Lời nói có giá trị, lời nói có giá trị nói nhiều lên một chút, lời nói không cần thiết thì đừng nói. Bởi vậy người thường nói ba câu trên: đời này làm sao có thể sống tốt được, phải kịp thời sửa sai, nếu không sẽ tự mình tích thêm phiền phức hối hận, về sau cũng vô ích. Bi kịch gia đình sẽ đến sau những bản di chúc. Câu chuyện thứ nhất: vì đất vì tiền, đưa đứa em tật nguyền ra tòa. Phòng xét xử của Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang lặng ngắt. Chỉ có giọng động đều đều lần lượt của ba thành viên hội đồng xét xử tuyên bản án tranh chấp tài sản dài hàng chục trang ở phía dưới. Nguyên đơn là hai người đàn ông và bốn người phụ nữ. Phía bị đơn là một người đàn ông ngồi trên ghế và một chàng trai tật nguyền ngồi bệt dưới đất, chân tay lúc lắc không yên. Tất cả họ đều là anh chị em ruột trong một gia đình. Chàng trai tật nguyền tên là Phạm Văn Tùng, là con út.
Trong nhà bố mẹ anh có tất cả 8 người con, 4 trai 4 gái, ai cũng lành lặn. Chỉ có Tùng là không may bị nhiễm chất độc da cam, mất đi 85% sức khỏe. Bố anh mất sớm, toàn bộ tài sản do mẹ đứng tên. Trước khi qua đời, mẹ anh đã cẩn thận phân chia đất đai thừa kế cho các con, mỗi người một mảnh. Còn một thửa đất ven sông, bà sang tên cho Tùng, để sau này anh có thể cho thuê lấy kế sinh nhai. Riêng miếng đất vườn có căn nhà bà viết di chúc để lại cho Tùng và anh trai kế. Với di nguyện, anh trai sẽ chăm sóc và đùm bọc đứa em tật nguyền. Tưởng rằng phân chia như thế, anh chị em sẽ chẳng ai có ý kiến nữa. Vì ai cũng biết trong số 8 anh chị em, Tùng là đứa thiệt thòi hơn cả. Thế nhưng sau khi mẹ mất, hai người anh lớn bắt đầu tranh chấp, cho rằng di chúc như thế không công bằng, yêu cầu phải hủy bỏ và chia lại tài sản thành 8 phần. Hương nghĩ chuyện tranh chấp trong nhà anh chị em có thể trao đổi, bàn bạc thống nhất với nhau được. Nhưng bất ngờ vào cuối tháng 5, Tùng nhận được thông báo của Tòa án Nhân dân huyện về việc thụ lý vụ án. Đứng đơn kiện tranh chấp tài sản thừa kế là hai anh trai. Tranh chấp kéo dài suốt 2 năm, Tùng chia sẻ, bản thân lúc nào cũng sống trong mệt mỏi và lo sợ. Tật nguyền chẳng thể đi lại được. Mỗi lần đến tòa, anh đều phải nhờ anh trai kế bên bế đi. Khi xảy ra kiện cáo, người ta không thuê đất nữa. Hai anh em chẳng có gì để trang trải cuộc sống, trong khi lại phải đi thuê nhà khác ở, vì căn nhà mẹ để lại đã bị anh cả chiếm giữ. Tuy thắng kiện, nhưng mặt người em tật nguyền thật ảo não khi các anh trai giận dữ tuyên bố từ đây đoạn tuyệt tình nghĩa, dỗ cha mẹ mạnh ai nấy cũng. Còn những người tham dự phiên tòa không thôi suy nghĩ về những câu hỏi của hội đồng xét xử. Các anh các chị đều là ruột thịt, một mẹ đẻ ra, giờ chỉ vì đất vì tiền mà phải ngồi trước tòa. Thử hỏi khi bước khỏi phòng xử này, thì tình nghĩa anh chị em giữa các anh chị có còn hay không? Là anh là chị được cha mẹ sinh ra lành lặn, đã không nuôi nấng đứa em tật nguyền, lại còn kiện tụng ra tòa để tranh giành tài sản mẹ cho. Nếu em mình không được cha mẹ chia tài sản, thì các anh các chị cũng phải có trách nhiệm nuôi dưỡng. Nhìn cảnh anh chị lôi đứa em tật nguyền ngồi không vững này ra tòa, thử hỏi ba mẹ của các anh các chị nơi chín suối có vui được không? Quý vị thân mến, việc anh chị em ruột thịt đưa nhau ra tòa giải quyết tranh chấp thừa kế hay tranh giành tài sản khi cha mẹ qua đời chẳng phải là chuyện hiếm. Khi tranh chấp xảy ra, có thể người này người kia đạt được nguyện vọng của mình, nhưng hậu quả của việc tổn thương tình cảm gia đình là rất lớn. Thông thường trước, trong và sau những vụ án chia tài sản thừa kế, anh chị em đều sứt mẻ tình cảm nghiêm trọng, thậm chí là từ mặt nhau. Thật chẳng có gì đau xót bằng anh chị em ruột thịt trong nhà cùng cha mẹ sinh ra, tất cả những năm tháng ấu thơ. Anh chị em cùng chia ngọt sẻ bùi dưới một mái nhà, tưởng chừng không ai có thể quên, bỗng chốc tan biến thành mây khói, để thay vào đó là những khuôn mặt của sự lạnh lùng, đầy vị kỷ nhuốm màu vật chất. Người đời có câu, của cải là vật ngoài thân, lúc chết không ai mang theo sang thế giới bên kia được. Hơn nữa, quan tài cũng không thể chứa được đất đai. Thế nhưng vẫn không ít gia đình anh chị em tranh giành từng danh đất, từng công ruộng, từng cái nền nhà, để rồi tình cảm rạn nứt. Một khi lợi ích vật chất được coi trọng, thì người ta sẽ tính toán, khi đó sự ích kỷ tham lam sẽ biến con người trở nên khác đi. Vật chất càng nhiều thì lòng tham càng cao, lòng tham càng cao thì đạo đức càng kém. Khi mọi sự đã trở nên quá muộn, thì cái giá phải trả trở nên quá đắt đỏ. Cái được chỉ là phần vật chất, còn cái mất thì quá to lớn, không thể nào cân đong đo đếm được. Một khi đã lôi nhau ra tòa, khi bước ra khỏi phòng xử, thì tình nghĩa anh chị em đã không còn được nguyên vẹn như xưa, chứ đừng nói chi đến chuyện tranh chấp dẫn đến đổ máu. Những hệ lụy đó có khi còn kéo dài đến đời sau, con cháu không nhìn mặt nhau. Câu chuyện thứ hai, con cái đùn đẩy trách nhiệm sau khi nhận thừa kế. Chồng ốm nhập viện gần nửa tháng, mà mấy đứa con đã có vài lượt cãi vã khiến cho bà Nga đau đầu. Đôi chân của bà bị xương khớp, không đi lại nhiều được, nên việc chăm sóc ông ở bệnh viện phụ thuộc hoàn toàn vào các con. Ngồi ở nhà, bà cứ thấp thỏm lo âu, đến bữa ăn lại sốt sắng gọi điện xem đã có ai mang cơm vào cho ông chưa. Việc này khiến các con bực mình, vì chúng còn có công việc mà mẹ cứ liên tục gọi điện thoại nhắc nhở.
Tất nhiên sự lo lắng của bà không thừa, vì nhiều hôm mấy đứa con quên, ông không có cơm mà ăn. Ông bà có 3 người con, 2 trai 1 gái, tất cả đều đã có gia đình riêng. Mấy năm trước, chồng bà Nga bị tai biến, sợ có mệnh hệ gì, nên ông bà quyết định lập di chúc, phân chia tài sản cho các con. Ông bà nghĩ trước hay sau thì cũng chia, thôi thì phân chia sớm để con cái có chút tài sản chủ động hơn cho cuộc sống tương lai của chúng. Vậy là mảnh đất rộng, ông bà chia làm 3 phần, con cả phần hơn, vì còn có trách nhiệm chăm lo hương hỏa sau này. 2 con còn lại đều bằng nhau. Lúc ông còn khỏe, 2 vợ chồng tự túc chăm sóc nhau, không nhờ vào con cái cháu nội. Lúc ông còn khỏe, 2 vợ chồng tự túc chăm sóc nhau, không nhờ vào con cái. Cháu nội cháu ngoại gần chục đứa, cứ nghỉ học là ba mẹ chúng gửi về cho ông bà chăm, hết ngày này qua tháng khác. Cuối tuần mấy anh chị em đưa con cái về nhà bố mẹ nấu nướng, tiệc tùng vui vẻ, rồi ai về nhà đấy. Chẳng có vấn đề gì, bình thường là như vậy. Nhưng ông vừa mới ốm, mấy đứa con bắt đầu lục đục. Lúc đầu chuyện thăm ông ở bệnh viện được giao cho vợ chồng con trai cả, vì ở gần nhà. Được vài hôm, con dâu cả bắt đầu phàn nàn. Sao vợ chồng chú thím làm việc tự do mà không vào bệnh viện chăm bố? Chúng con đi làm cả ngày, còn lo cơm nước cho ông sao xoay sở được. Nghe chị dâu nói thế, con dâu thứ lên tiếng. Chẳng phải hồi trước ông bà chia cho anh chị nhiều đất hơn, giờ chăm ông là phải rồi, còn kêu than gì nữa. Cứ như thế đứa này nói, đứa kia cãi nhau, không có hồi kết. Bà biết các con có bận việc, nhưng không đến nỗi không có thời gian để chăm bố. Chẳng qua là chúng nó tị nạnh nhau, so đo tính toán. Nhiều khi nghĩ lại, bà Nga tự hỏi có phải vợ chồng bà đã sai khi phân chia tài sản cho các con quá sớm, để đến bây giờ khi không còn gì trong tay thì đứa con nào cũng coi ông bà là gánh nặng. Quý vị thân mến, thật ra cha mẹ di chúc để lại cho con đất đai nhà cửa hay chút vốn liếng cũng không có gì là sai, miễn đừng để chúng biết sớm và ỷ lại. Tài sản đôi khi là tiền đề cho sự khởi điểm xuất phát của con cái. Còn khi con cái chẳng may xa cơ lỡ vận, chút vốn liếng tài sản bạn dành cho con cũng có thể cứu chúng thoát khỏi vực thẳm phá sản để làm lại từ đầu. Tặng con cần câu, kèm thêm ít cá cũng tốt. Nhưng tài sản thừa kế không nhất thiết phải là miếng đất căn nhà hay là số tiền nằm trong tài khoản ngân hàng. Trên đời này có những thứ tài sản còn quan trọng và đáng giá hơn của cải vật chất mà cha mẹ cần để lại cho con cái. Thứ nhất là tình yêu thương. Tình yêu thương không thể dùng tiền mà mua được. Nó xuất phát từ trong nội tâm mỗi con người. Giáo dục con cái biết yêu thương những người thân, và rộng hơn là yêu thương mọi người, có lẽ là bài học đầu tiên, cũng là bài học vô cùng quan trọng. Thứ hai là lòng biết ơn. Con cái có lòng biết ơn sẽ không dễ dàng oán trời trách đất, không tự tư tự lợi. Bởi khi con cái biết trân trọng ơn huệ, chúng mới biết công lao dưỡng dục của bậc sinh thành, biết sống sao cho khoan dung nhẫn nại, lễ phép, và trở thành một người có khả năng tự lập, tự gánh vác, có ích trong gia đình và xã hội sau này. Thứ ba là nghị lực. Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ từng nói rằng, trắc trở đối với đứa trẻ mà nói chưa chắc là chuyện xấu, mấu chốt nằm ở thái độ của nó đối với trắc trở. Chúng ta đều biết rằng cha mẹ nào cũng không thể theo con, chăm lo cho con suốt cuộc đời được. Nếu như ngày hôm nay cha mẹ không nỡ để con chịu khổ, thì tri thức và kinh nghiệm mà con nhận được sẽ ít đi, tương lai con sẽ phải chịu khổ nhiều hơn. Cho nên bằng chính cuộc đời của mình, cha mẹ hãy là tấm gương về tinh thần vượt khó, nghị lực vươn lên không bao giờ từ bỏ. Cha mẹ phải dạy con tự mình làm việc, để con hiểu được rằng phải bỏ công sức lao động mới có được thành quả. Có câu, bậc thánh nhân coi lao động là phúc phận, coi hưởng thụ lười biếng là mầm mống của tai họa. Nghị lực lòng quyết tâm là một loại tài sản, là hành trang để con đối mặt với những khó khăn trong sự trưởng thành. Quý vị thân mến, cha mẹ để lại cho con cái của cải tiền bạc, mong muốn tạo dựng cho con tiền đề vững chắc là điều đúng đắn. Nhưng cách để lại nếu chỉ là mảnh giấy khế ước hay bản di chúc chưa hẳn đã là hoàn hảo. Mọi cuộc phân chia luôn có chỗ cho sự tị nạnh và lòng tham hiện hữu. Không thiếu những vụ án đau lòng giữa người thân với người thân trong gia đình chỉ vì bản di chúc ấy. Chia tài sản cho con lúc mình còn sống hay để lại di chúc cho các con hưởng lúc qua đời, chia ngay bây giờ để con đỡ áp lực kinh tế, hay cha mẹ mất đi rồi mới chia để tránh con cái tranh giành tị nạnh rồi đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc cha mẹ,
liệu tiền và tài sản có mua được tình yêu thương và trách nhiệm của con cái dành cho cha mẹ già không? Nếu có thì bao nhiêu là đủ? Thật khó để có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng thiết nghĩ, tài sản vật chất có thể mất đi, còn thứ tài sản tinh thần cha mẹ để lại cho con là tri thức, lối sống, thói quen tích cực. Phẩm chất tốt ấy là hành trang theo con suốt cuộc đời. Thứ của cải ấy sẽ giúp con mạnh mẽ, vững vàng vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời mà không tiền bạc nào có thể làm được. Đấy mới chính là những gia sản quý giá nhất mà chúng ta nên trao cho con.